Năm 2020, với tổng số trên 200 tỷ đồng, chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn tỉnh Hòa Bình phấn đấu thực hiện hoàn thành gần 14.000 đấu nối cấp nước đến các hộ gia đình, hoàn thành các hoạt động để đạt được vệ sinh toàn xã cho 60 xã. Hoàn thành 96 công trình vệ sinh trường học được xây mới và cải tạo, hỗ trợ hoàn thành công trình vệ sinh hộ gia đình được xây mới và cải tạo là 8.850 công trình. Tiếp tục tuyên truyền để nâng cao năng lực truyền thông, giám sát, theo dõi và đánh giá chất lượng hoạt động chương trình.